Nam mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật. Nhân dịp xuân về, tôi xin kính chúc tăng ni và Phật tử trong nước cũng như ngoài nước luôn được thân tâm thường an lạc. Trong Phật giáo chúng ta có một cái quan niệm về ngày xuân, tức là cái sự an lành. Cho nên tất cả tăng ni luôn tập trung vào cho việc tu tập thiền quán, làm sao mà tâm chúng ta được an lành, trí chúng ta được sáng suốt, để nhìn thấy sự thật của sự vật, để không phải mắc những cái sai lầm, và bảo đảm được cái sự an lành trong cuộc sống hiện tại cũng như trong tương lai. Thì đó là ngày xuân của Phật giáo. Năm nay hoàn cảnh xã hội cũng như thế giới có nhiều cái biến động, nhưng mà trong giới Phật giáo chúng ta, nếu biết tu và giữ được cái tâm an lạc thì chúng ta vẫn có mùa xuân trong bất cứ hoàn cảnh nào. Vì cái sự an lành đó làm cho chúng ta nhìn thấy nó sáng hơn, nó đẹp hơn. Vì Phật giáo Nhật, tôi nhớ họ cũng có một câu nói rất dễ thương, là khi nào mà tâm chúng ta thanh tịnh thì tất cả đều sáng đối với chúng ta. Tâm chúng ta rộng mở thì tất cả sự vật trong trời đất không có cái gì là không đẹp. Cho nên người Phật tử cố gắng thực tập cái tâm chúng ta mở rộng để thương tất cả mọi loài, mọi người, mọi chúng sinh. Thì như vậy, tất cả chúng sinh dưới hình dạng nào cũng rất dễ thương đối với chúng ta. Đó là tình thương của Đức Phật. Nếu thực tập được thiền quán, tâm chúng ta thanh tịnh, tâm chúng ta sáng suốt, thì lúc bây giờ chúng ta thấy được tất cả các nhân duyên mà tạo nên cái tốt cũng như là cái xấu ở trên cuộc đời cho từng cá nhân, cho từng loài. Vì vậy, nhân mùa xuân này, tôi muốn nói là mùa xuân an lạc, giải thoát ở trong nhà Phật chúng ta. Mong rằng tất cả tăng ni và Phật tử trong cũng như ngoài nước luôn được an lành, sống trong mùa xuân vĩnh hằng bất tử đó mà Đức Thế Tôn đã chỉ dạy chúng ta. Một lần nữa, xin kính chúc tăng ni và Phật tử thực tập được những lời di huấn của Đức Phật để chúng ta có một mùa xuân vĩnh hằng bất tử. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật chứng minh.